Chức năng tổng đài quốc gia 111 cũng tương tự như đường dây 1800-1567 là tiếp nhận, giải đáp cho người dân cần tư vấn pháp luật về trẻ em, tố cáo hành vi xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột trẻ. Với những trường hợp khẩn cấp, thông tin phản ánh được phân loại chặt chẽ và liên lạc ngay với cơ quan công an ở địa phương, chính quyền xã phường để có các biện pháp phòng ngừa, can thiệp khẩn cấp. Với các trường hợp ở dạng nguy cơ, đường dây nóng phối hợp lập hồ sơ chuyển cho các cơ quan địa phương để hỗ trợ. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em thì được quy định rất là cụ thể và chi tiết với 8 nhiệm vụ cụ thể. Nhưng quan trọng thì có một cái nhiệm vụ mà Nghị định số 56 đã giao nhiệm vụ cho Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, đó là lưu trữ các cái thông tin, các cái thông báo đó để phục vụ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật khi mà tiến hành các cái vụ việc, các cái vụ án liên quan đến vi phạm quyền trẻ em mà cần có cái sự vào cuộc của các cơ quan điều tra. Hiện nay, đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 1800-1567 của Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em đã đi vào vận hành được 13 năm và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, số người dân và trẻ em biết đến số điện thoại này còn hạn chế do số dài, khó nhớ. Trong thời gian đầu, sẽ vận hành cả hai số điện thoại 111 và 1800-1567. Bởi vì cái quan trọng nhất của là đợt này là của chúng tôi là gì? Là nâng cấp cái đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em lên thành Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em, thì cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Thế để trở thành tổng đài thì là phải thế nào? Là phải có nhiều dịch vụ lên, dịch vụ phải tốt lên và phải đưa được cái dịch vụ đó đến gần với trẻ em và người dân hơn. Nếu như các cái tổng đài mà là tạo cho mọi tầng lớp người dân có một cái tiếp cận gần và có khả năng nhớ được nhanh, cũng như là thực hiện những cái việc báo cáo cho tổng đài cũng như là thông tin tới tổng đài trong các cái trường hợp mà phòng chống xâm hại cho trẻ em thì là điều đó là điều rất tốt. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoàn toàn miễn phí, hoạt động 24/24 giờ, được nhà nước bảo đảm nguồn lực hoạt động. Khi bắt đầu đi vào hoạt động, sẽ có 3 tổng đài tư vấn đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và An Giang.